các bạn nhé. Hôm nay thì Sơn đang có mặt ở khu vực này thì như các bạn quan sát đây, ở phía sau Sơn nó là một cái khu vực phải gọi là hết nước chấm các bạn ạ. Bây giờ mình nói lại nhá. Khu vực này chính là Vịnh Hạ Long. Thì qua những cái ngày dài mệt mỏi ở trên vùng cao thì hôm nay Sơn đã có mặt về khu Vịnh Hạ Long các bạn ạ. Một nơi du lịch thắng cảnh mà phải nói là đẹp hết nước chấm của đất nước Việt Nam chúng ta. Thì cái phong cảnh ở nơi đây thì như các bạn quan sát đấy, những hòn núi, hòn đảo và tàu thuyền du lịch, nó phải gọi là gì nhỉ? Mình không biết gọi là gì nữa. Đó lại là các bạn xem thì các bạn tự nhận xét nhá. Tuyệt vời. Đấy. Và hôm nay thì Sơn sẽ review tất cả những cái khung cảnh ở những cái khu vực đảo Hạ Long, những cái khu vực trong hang động này, rồi thì vân vân rất là nhiều chỗ. Thì hôm nay Sơn sẽ cố gắng để Sơn ghi lại tất cả những cái hình ảnh đẹp nhất ở nơi đây để truyền tải lên kênh để cho các bạn xem nhá. Đây, mời các bạn quan sát ngắm cảnh một chút nhá. Thì đây chính là những cái khung cảnh mà các bạn đã được xem trên truyền hình cũng như là xem trên những cái kiểu như là thông tin về du lịch mọi thứ ấy. Đang đứng ở trên thuyền và Sơn ghi lại những cái hình ảnh, những cái núi đá, những cái núi đá ở Vịnh Hạ Long các bạn này. Đây là những cái núi đá rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Nhìn nó gọi là gì nhỉ? Tại vì là Sơn thì cũng chưa tìm hiểu hết về những cái kiểu như gọi là cái danh lam hay là cái gì đó ở đây đâu. Mà hướng dẫn viên du lịch thì không có, vì đây là Sơn đang đi theo đoàn thì kiểu như là theo gia đình thôi các bạn. Nó cũng không có người hướng dẫn viên du lịch. Thì Sơn chỉ quan sát thấy là cái khung cảnh ở nơi đây nó rất là tuyệt vời thôi. Đấy, rất là nhiều những con tàu mọi người đi tham quan du lịch ở khu Vịnh Hạ Long này các bạn này. Các bạn ơi, phía xa xa kia thì Sơn đã quan sát thấy hòn chống mái. Cái hòn này là cái hòn gọi là chống mái, một kiểu như là gọi là một con đực con cái ấy các bạn. Theo mình hiểu nó là như thế. Thế bây giờ Sơn sẽ ghi hình lại một chút nha. Có nghĩa là mình sẽ kéo gần nó lại một chút để cho mọi người xem. Cái hòn chống mái này thì nó là một cái khung cảnh, một cái địa điểm mà mọi người rất là yêu thích. Mọi người đã ngắm đến cái khu vực du lịch Hạ Long, tất cả các về các vịnh, các đảo thì mọi người đều biết đến cái hòn gọi là hòn chống mái của vịnh này rồi đúng không ạ? Đây, chắc là lát nữa thì con thuyền này sẽ đi đến gần và Sơn sẽ quay kỹ hơn nhá. Đây là khung cảnh xa xa một tí. Bây giờ thì con tàu Sơn đang đi, đang tiến sát lại hòn chống mái rồi các bạn này. Đấy gọi là hòn chống mái ở Vịnh Hạ Long các bạn nhé. Một cái khung cảnh rất là tuyệt vời. May là cái thời tiết ngày hôm nay nó cũng đẹp đấy các bạn. Nó không có mưa quá to. Mặc dù cũng có thông báo thời tiết là có mưa, thế nhưng mà không mưa quá to ấy. Hòn chống mái này mà quan sát từ phía xa xa thì trông rất là ok các bạn. Có nghĩa là rất là đẹp. Nhưng mà đến gần thì không biết nó sẽ như thế nào đây. Con tàu của Sơn đang đi thì nó cũng đang tiến sát đến hòn chống mái rồi các bạn ơi. Chắc là mình nghĩ là cứ để đúng vị trí này là nó sẽ ăn thẳng vào giữa hai hòn kia mất này. Rồi đến đây thì Sơn quan sát thấy nó có vẻ rùng rình hơn vì các con tàu đều sẽ giảm tốc độ lại đến đây để cho mọi người, mọi du khách là kiểu như là để chụp ảnh ấy các bạn. Đây, có một số những con tàu xung quanh này, họ cũng đi du lịch và đi tham quan ngắm cảnh Vịnh Hạ Long này các bạn này. Ở phía xa xa bên kia thì có một số những con thuyền nhỏ, người ta kiểu đi đánh bắt đây. Phía trước tàu Sơn đang đi thì cũng có hai con tàu này đang dừng lại để cho du khách chụp ảnh hòn chống mái rồi các bạn ạ. Còn bây giờ thì Sơn sẽ zoom nó gần lại hơn để cho các bạn xem nhé. Đây các bạn ơi, một hình ảnh cũng khá là tuyệt vời. Nếu quý vị nào mà chưa có dịp để đến Vịnh Hạ Long thì có thể tạm dừng video này tại đây và chụp lấy cái hình ảnh của cái hòn chống mái này để lưu làm kỷ niệm được các bạn nhá.
cũng khá là tuyệt vời, khá là đẹp luôn. Đó, ok ok các bạn. Mình đang đến sát nó rồi, gần nó rồi. Khá là tuyệt vời các bạn này. Ồ, nhưng mà đến đây thì thời tiết lại đang mưa to hơn mất rồi. Phía bên cạnh con tàu Sơn đang đi thì cũng có một đoàn khách, họ đang đứng ở đây để kiểu như là chụp ảnh với để lấy cái cảnh của hòn trống mái các bạn này. Một gia đình, một phái đoàn gì đấy. Đây, mình đang đứng giữa trung tâm luôn. Có nghĩa là đứng cận tâm luôn các bạn này. Nhìn thấy hòn trống mái này. Lưu lại những hình ảnh đây thì các bạn có thể tạm dừng video lại và các bạn chụp màn hình lại là ghi được. Bây giờ thì Sơn đang có mặt ở trên khu vực hang động, gọi là hang sửng sốt đấy các bạn. Ở trên này mà quan sát xuống dưới khu bến đỗ ở các con tàu đưa khách du lịch đến đến cái hang động này để tham quan ấy, thì nó có một cái view rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn quan sát đấy, những con tàu di chuyển ở bên dưới đưa khách vào đón khách. Ôi, trông cũng khá là tuyệt vời ấy. Còn một lát nữa thì chắc là Sơn sẽ đi vào bên trong hang động nhá. Vào bên trong và khám phá bên trong đó xem có những cái gì hay, có những cái gì điều gì mà nó đặc biệt, nó kỳ bí thì Sơn sẽ ghi hình và truyền tải đến kênh để cho các bạn xem nhá. Khu vực cửa hang rồi các bạn này. Ở bên trong này thì Sơn quan sát thấy là cũng khá là rộng. Cái hang bên trong này khá là rộng các bạn ạ. Ở đây thì Sơn cũng đến một vài lần rồi, nhưng mà lần này thì Sơn mới có dịp để review và ghi hình truyền tải đến cho các bạn xem. Cũng khá là đông du khách đang đi vào đây tham quan các bạn. Khi vào bên trong hang động này thì theo như Sơn quan sát thấy là cái hang này, để nói về độ đẹp và cái nét tự nhiên thì Sơn thấy không bằng cái hang Tham Luồng ở Hà Giang mà vừa rồi Sơn cũng đã làm video để cho các bạn xem ấy. Cái hang Tham Luồng đấy nói về nét tự nhiên, thì nói về độ sâu cũng như là chiều dài của hang, chiều rộng, mọi thứ là Sơn thấy nó có vẻ là hơn ở đây ấy các bạn này. Nhưng khoảng chẳng qua ở đây ấy, thì nó là một cái điểm du lịch kiểu như du lịch nổi tiếng rồi ấy, cho nên là cũng rất là đông du khách đổ về đây để tham quan thôi. Còn nói về nét đẹp thì Sơn so sánh giữa cái hang Tham Luồng ấy, nó cũng là khu du lịch nhưng mà nó chưa được kiểu như là tu tạo nhiều ấy, thì vẫn rất là ít người biết đến. Còn ở hang này thì Sơn thấy cũng bình thường lắm, cũng không nhiều nét đẹp lắm đâu các bạn. Ở đây thì khá nhiều người đang đứng chụp ảnh, review, lưu lại những cái khoảnh khắc ở khu vực này. Ở bên trong này có lẽ là một cái khu vực nguy hiểm gì đó các bạn ạ. Bên trong này có lẽ là một khu vực nguy hiểm, cho nên là các hướng dẫn viên ở đây người ta bảo là không được vào bên trong. Sau khi đi sâu ở bên trong hang động này hơn một xíu thì ở trong này, cái khu vực này thì Sơn thấy là nó cũng khá là rộng ấy các bạn. Trong này khu vực này khá là rộng luôn. Còn ở phía bên trên kia kìa, đây bây giờ Sơn sẽ cho mọi người xem cái hình như. Hình như là theo như Sơn đoán thì đó là cái lối đi ra ấy. Đây, ở bên trên này các bạn này, chắc là cái lối đi ra thôi. Nó chỉ vòng vèo ở trong này một xíu. Mình cứ tưởng tượng như là một cái núi đá và sau khi nó kiểu như là nó bị động đất xong rồi sập những cái viên đá xuống dưới ấy. Thế sau đó nó thành một cái hang động ấy. Mình cứ tưởng tượng kiểu như vậy các bạn ạ. Đây chỉ loanh quanh thì lối đi nó như thế này thôi. Sau đó mọi người đi chơi du lịch vào đây tham quan thì ngắm hang động và chụp ảnh các thứ. Trong này thì nó có những cái phiến đá kiểu như là dạng như là nó cũng là tự nhiên, một phần tự nhiên, một phần cũng do là kiểu nhân tạo rồi các bạn ạ. Với mọi người đi đây thì cũng đang chen chúc nhau để gọi là chỉ đi thôi, chẳng có cái gì nó đẹp thì mình thấy thì nó cũng bình thường các bạn. Trong tất cả các cái hang động ấy, thì nó vẫn chủ yếu là những cái khối nhũ đá thôi các bạn này. Thì mỗi một cái hang động thì nó sẽ có một cái nét đẹp riêng. Nhưng mà vẫn chung chung lại thì là những cái nhũ đá tự nhiên. Thì ngày này nó sẽ biến thành một hình ảnh khác rất là đặc biệt.
biệt và hướng dẫn viên nghĩ rằng cô chú anh chị sẽ không bao giờ quên được. Nhưng đó là hình ảnh gì thì hướng dẫn viên xin mời cô chú anh chị hãy tiếp tục hành trình một người hướng dẫn viên là điểm chân phía trong nhé. Trong kia là một phòng tác dụng rất là tuyệt vời, cô chú anh chị có thể chuẩn bị. Rồi xin mời cô chú anh chị cùng quay nhé, chúng ta tiếp tục hành trình nào. Các bạn thân mến, Sơn vừa đi một vòng quanh cái hang động này rồi. Thực ra cái hang động này thì nó cũng không có quá nhiều điều kỳ bí đâu các bạn ạ. Bởi vì là cái khu vực này thì thứ nhất là cái hang của nó cũng không được rộng lắm. Cái thứ hai nữa là về cái độ kiểu như là nét đẹp tự nhiên ấy thì Sơn thấy nó không bằng những cái hang động khác. Ví dụ như là Sơn đã nói là cái hang động Tham Luồng ấy các bạn. Cái hang đấy thì nó đẹp hơn cái hang này rất là nhiều. Và độ rộng của nó rộng hơn hang này rất là nhiều. Ở trong này thì Sơn chỉ đi có một lát mà đã hết rồi. Vòng quanh một tí hết rồi. Đây, nó chỉ đơn giản là bên trong nó có một cái kiểu như cái hùm. Mình tưởng tượng như là đang bị động đất nó sập thành một cái hùm ở đấy thôi các bạn ạ. Đấy. Mà đường đi thì đi leo lên và leo xuống thì khá là vất. Vừa nãy đi lên một đường, bây giờ đi xuống một đường. Bây giờ chắc là lại phải đi lên trên này, sau đó là đi xuống rồi các bạn. Sơn đang trên đường để đi xuống bến tàu để lại đi sang cái khu vực khác để tham quan tiếp các bạn ạ. Lúc đi lên đã khá là dốc, khá là mệt rồi, bây giờ đi xuống thì nhìn thấy những cái bậc thang này trông cũng khá là ngắn ngẩm đấy. Nhưng mà nó cũng không xa lắm, nó chỉ có một đoạn thôi các bạn. Một hồi đi bộ từ trên hang động nó đi xuống dưới này thì Sơn lại ngắm thấy một cái view nó cũng khá là đẹp. Khi đi ở trên những cái cây cầu người ta làm để đi ra cái bến tàu ấy các bạn này. Lúc đi đến cửa hang thì sẽ dừng đỗ ở bến tàu bên kia. Đấy, như các bạn quan sát đây, phía trước mặt đấy là cái bến đưa khách đến. Và khi mọi người đi tham quan trên hang động xong xuống thì sẽ đi sang bên này để lên tàu. Và đi các điểm khác nữa các bạn ạ. Một con đường kiểu làm cũng uốn lượn lượn đấy, trông khá là hay, khá là đẹp. Mỗi một điều thì Sơn vẫn hơi buồn, thời tiết hôm nay cũng không được đẹp lắm đấy các bạn. Thời tiết hôm nay thì nó cứ lay phay mưa, với nó hơi âm u một xíu ấy, thì cũng không được như ý lắm ấy. Nhưng mà thôi, mình cũng đã đi rồi thì mình cũng sẽ phải đi tham quan hết tất cả các điểm ở khu vực này luôn các bạn nhé. Bây giờ thì Sơn sẽ đi ra phía khu bến tàu bên kia, và sau đó là lên tàu để đi đến các điểm khác nữa. Bây giờ thì Sơn đang có mặt ở khu vực đảo là đảo Tí Tốp rồi các bạn, hay còn gọi là Tốp Tốp ấy. Thì bây giờ Sơn sẽ đi quan sát ở cái khu vực bãi tắm ở bên này nhá. Bên này thì mọi người đi ra khu bên này tham quan và sẽ tắm ở đằng này các bạn. Nhưng mà mình quan sát thấy cái bãi tắm này nó cũng không được ok lắm đâu. Vì thứ nhất mình tắm biển thì nó phải có một chút sóng ấy các bạn. Nhất là tắm biển nó phải có một chút sóng thì nó mới hay đúng không các bạn. Như ở khu vực này thì nó không có sóng, bởi vì đây nó là thuộc khu vực vịnh rồi các bạn, cho nên là sóng nó không có. Và thời tiết ngày hôm nay thì nó không có nắng, cho nên là cũng khá là ít người xuống tắm. Được cái thì ở đây nó là có một cái khung cảnh đẹp thôi các bạn ạ. Có nghĩa là cái view nó đẹp thôi, chứ còn bãi biển này để tắm thì Sơn thấy nó cũng không hợp lý lắm đâu. Vì nước nó rất là tĩnh, nó kiểu như là nước ao ấy. Nói mà hơi ngoa một xíu, nhưng mà nó cảm giác như nước ao ấy các bạn. Bởi vì nó trong vịnh mà nó không có tí sóng nào hết.
Đấy. Nếu mà các bạn đi du lịch biển biển Cát Bà thì sóng ở đấy nó sẽ rất là mạnh. Thế nhưng mà khu vực biển bên Vịnh Hạ Long này, trong khu vực đảo Ti Tốp này thì sóng nó không có. Ở đây chủ yếu là các cháu nhỏ tắm thì nó sẽ là khu vực an toàn luôn. Mình thấy chỉ gọi là về cái khung cảnh thôi. Khung cảnh Vịnh thì tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, tàu khách du lịch đi ra đi vào, rồi là những hòn đảo nhỏ rất là đẹp.